con từng bước đưa con đi, ngày nay khôn lớn con trưởng thành. Nhớ về tình cha ôi bao la, tháng ngày người đưa con đi xa, chỉ mong con sẽ trở thành nhân. Công ơn người cha lòng con khắc ghi đến trọn đời. Công ơn người cha sao dám quên trong phận người. Công ơn người cha lòng con duyên sao bao ngày dài. Công ơn người cha trời cao đất rộng. Công ơn người cha tâm nữ của giáo xứ Kiên Lao, các đại biểu đại diện cho ban quản giáo đoàn thiếu nhi thánh thể giáo xứ nhà cùng với lương tộc ngành 4. Ông cụ Mikael của Tàng Hiếu đã vâng lệnh Chúa từ giã thế gian. Cụ ra đi đã để lại cho cụ bà cùng các con cháu nỗi nhớ thương vô hạn. Gia đình Tang Hiếu đã có lời kính báo tới năm quý đoàn. Giờ này các cụ các vị đại biểu đã về phòng tang để chia sẻ nỗi nhớ thương cùng với Tang Hiếu, đồng thời tổ chức chương trình lễ viếng và cầu nguyện cho cụ Mikael. Mở đầu chương trình lễ viếng của đoàn, xin mời các đại biểu đại diện cho đoàn dâng hương nến lên trước tôn nhan Thiên Chúa và kính viếng cụ Mikael. Xin mời các vị đại biểu đại diện cho đoàn dâng hoa tươi kính viếng. Để nài xin Chúa thương mà sớm đón cụ về hưởng tôn nhan Thánh Chúa, xin mời trong đoàn cầu nguyện cho cụ. Dân ơi cha và con và thánh thần, amen. Cầu xin Chúa thánh thần người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hằng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngồi thánh. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha chỉ đến, ý cha thiền dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ, amen. Tôi tin kinh nơi Chúa trời là cha, theo ta vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính nơi Chúa Giêsu Kitô là con một đời Chúa Cha, cũng là Chúa chúng tôi, bởi phép đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nan thời quan phong Siêu Phi-la-tô, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và tán xác xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại lên trời, ngự bên hữu nơi Chúa Cha phép các vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống quan xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính nơi Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống. Lạy Chúa, chớ gì lời kinh nguyện của chúng con tỏa lên như hương thơm trước tôn nhan Chúa, và các lời khẩn cầu khiêm tôn của chúng con được Chúa Cha chấp nhận.
Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, giờ đây Đức Kitô đã từ cõi chết sống lại, là hoa của đầu mùa của những kẻ yên giấc. Bởi vậy sự chết bởi một người thì sự kẻ sợ chết sống lại cũng bởi một người. Cũng như mọi người đều phải chết nơi Adam thế nào thì mọi người cũng sẽ được tác sinh trong Đức Kitô như vậy. Nhưng ai nấy đều theo thứ tự của mình. Hoa của đầu mùa là Đức Kitô. Đoạn đến những kẻ thuộc về Đức Kitô, những kẻ đã tin người xuống thế, rồi người sẽ đến sau khi trao lại vương quốc cho Thiên Chúa Cha. Nhưng người còn phải cai trị cho đến khi người đặt mọi quân thù dưới chân người. Kẻ thù cuối cùng sẽ bị tiêu diệt là sự chết. Bởi người đã bắt mọi sự quy phục dưới chân người. Nhưng khi người tuyên bố rằng mọi sự đều quy phục người, dĩ nhiên phải trừ ra đấng đã bắt buộc mọi sự quy phục người. Nhưng khi mọi sự đã quy phục người, thì bấy giờ Chúa Con sẽ cũng quy phục đấng đã bắt mọi sự quy phục mình. Ngõ hầu Thiên Chúa nên mọi sự trong mọi người. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Cộng đoàn thân mến, trong niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh, đấng đã chết và đã sống lại để ban cho nhân loại sự sống vĩnh cửu, chúng ta cùng tin tưởng dâng lời nguyện xin. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho cụ Mikae, xưa kia nhờ bi tích thanh tẩy đã tiếp nhận mầm sông vĩnh cửu, được hợp đoàn cùng các thanh trên nước trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xưa kia đã rước mình vào mau thanh Chúa Kitô là vanh hằng sông, được Chúa cho sống lại trong ngày sau hết. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi người đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, được chiêm ngưỡng ánh sáng tôn nhan Chúa muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng thương xót, Chúa hằng nghe lời dân Chúa nài van, xin thương nhìn đến tôi tớ Chúa là cụ Mikae, đã hết lòng cậy trông Chúa khi còn sống ở đời này, được tha mọi lỗi lầm và được hợp đoàn cùng các thánh trong nhà Chúa muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa. Xin Chúa hãy thâm nhận lời con kêu vang, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được, bởi Chúa hằng có lòng lành. Cùng vì lời Chúa van đã trông cậy Chúa, nhưng kẻ làm dân Đức Chúa trời đêm ngày hãy trông cậy người cho liên. Vì người lớn nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi. Kẻ làm dân người thay thay, lạy Chúa xin ban cho linh hồn Mikae được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa xin cứu lấy linh hồn Mikae cho khỏi tù ngục mà được nghỉ yên. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Mikae được lên chốn nghỉ ngơi. Xin thấy mà Đức Chúa Trời sáng lang vui vẻ vô cùng. Amen. Lạy Mẹ xin yên nuôi chúng con luôn luôn. Mẹ từ bi xin tha những nỗi u buồn, vì đời con giàu rằng biết bao đau thương và
lời mẹ hứa khi ở trên núi kia, lúc mà Chúa sinh thì mẹ đứng âu sầu lặng yên, là mẹ chúng con mẹ xin linh quyền, lạy mẹ xin yên nuôi chúng con luôn luôn, mẹ từ bi xin tha những nỗi u buồn, vì đời con giao ra biết bao đau thương và tràn lan gai góc vương trên con đường. Cha và Con và Thánh Thần, amen. Cụ các vị đại biểu, sự hiện diện của các cụ cùng quý vị đại biểu trong buổi chiều hôm nay tại phòng tang đây chắc chắn đã là nguồn động viên an ủi lớn cho gia đình. Và với ông cụ, cụ vừa được hưởng nhờ giờ cầu nguyện hiệp nhất sốt sắng từ năm quý đoàn. Các cụ, các vị đại biểu vừa dâng lên Thiên Chúa với những lời cầu nguyện thiết tha, chắc chắn Chúa sẽ động lòng thương mà sớm đón ông cụ về hưởng tôn nhan Thánh Chúa. Giờ đây để tỏ lòng biết ơn nơi quý vị đại biểu, bà tăng lễ xin phép được thay lời cho cụ bà cùng con cháu trong gia đình. Trân trọng cảm ơn các cụ cùng quý vị đại biểu. Xin kính mời các cụ, các vị đại biểu về bên phòng khách để mời nước, chia buồn với gia đình. Kính thưa các vị đại biểu, đại diện cho Hội đồng Mục vụ cùng Cộng đoàn Giáo họ Thánh Vinh Sơn, thưa ông trưởng cùng các đại biểu đại diện cho Ngô tộc ông Thoan và bản dòng ông Mẫn. Cụ Mikae của Tang Hiếu đã vâng lệnh Chúa từ giã thế gian. Cụ ra đi đã để lại cho cụ bà cùng các con cháu chắt nỗi nhớ thương vô hạn. Gia đình Tang Hiếu đã có lời kính báo tới ba quý đoàn. Giờ này các cụ, các vị đại biểu đã thành lập đoàn trở về phòng tang để chia sẻ nỗi nhớ thương cùng với Tang Hiếu, đồng thời tổ chức chương trình lễ viếng và cầu nguyện cho cụ Mikael. Mở đầu chương trình lễ viếng của đoàn, xin mời các đại biểu đại diện cho đoàn dâng hương nến lên trước tôn nhan Thiên Chúa và kính viếng cụ Mikael. Xin mời các vị đại biểu đại diện cho đoàn dâng hoa tươi kính viếng. Giờ đây để nài xin Chúa thương mà sớm đón cụ về hưởng tôn nhan Thánh Chúa, xin mời trong đoàn cầu nguyện cho cụ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, amen. Xin ngồi bà Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con, ban hồng ân chán chứa thắm nhuộm hồn xác chúng con, biến chúng con những chiến sĩ theo Chúa Kitô, thành nhân chứng được trời cho muôn người trong khắp nơi. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nơi Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Tôi tin kính nơi Chúa Trời là Cha phép tăng vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính nơi
Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha cũng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nán thời quan phong Siêu Phi La Tô, chịu đong đanh trên cây thanh gia, chết mà tang xa xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngờ bên hiệu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng. Ngày sau bởi trời lấy xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hàng có ở khắp thế này, các thánh thống công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hàng sống vậy. Amen. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Trước lễ vượt qua, Đức Giêsu biết giờ quả người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và người yêu thương họ đến cùng. Khi Giuđa đi rồi, Đức Giêsu nói: "Giờ đây Con Người được tôn vinh và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh người." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô ơi, Chúa nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết. Ăn năn kêu van lạy Chúa xin du thương, ban xuống niềm tin ấp ủ cho tâm hồn. Lạy Chúa xin thương con theo lượng từ bi Chúa. Chúa ơi xin xóa tội con theo lòng lắm tốt vô bờ. Cộng đoàn thân mến, trong giây phút nhớ thương và cảm mến cụ Mikae, chúng ta hãy cùng hiệp nhau trong những lời cầu nguyện chân thành sau đây. Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tích thanh tẩy làm cho linh hồn Mikae được trở nên con cái của Chúa. Xin Chúa đón nhận linh hồn Mikae vào nước hằng sông muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã lấy chính thịt máu Chúa mà nuôi dưỡng linh hồn Mikae. Xin Chúa cho linh hồn Mikae được giải thoát khỏi mọi xiềng xích tội lỗi và sự chết, được ơn phục sinh và được hợp cùng các thánh trên nước trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin gai mắt đó nhìn và thương xót tất cả chúng con đây. Xin cho niềm hy vọng cây trong của chúng con mỗi ngày thêm vững mạnh, để khi qua khỏi đời này, chúng con được sum họp với các thánh trong nước Chúa muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, xin nghe lời chúng con cầu nguyện mà tha thứ mọi lỗi lầm cho cụ Mikae. Ước gì ngày sau hết, con cái Chúa là cụ Mikae được phục sinh trong hào quang chói sáng muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, con ở dưới bước sau kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thầm nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào rồi đưa bởi Chúa có lòng lành, cũng vì lời Chúa phán hứa con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cay vì lời hứa ấy, vì
đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân Chúa trời đêm ngày hãy trông cậy người cho liền, vì người rất nhân lành hay thương vô cùng sẽ tha hết mọi tội lỗi. Kẻ làm dân người thái thái lạy Chúa, xin ban cho linh hồn mi ca é được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa xin cứu lấy linh hồn mi ca é cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Các cụ, các vị đại biểu, sự hiện diện của các cụ cùng quý vị đại biểu trong buổi chiều hôm nay tại phòng tang đây chắc chắn đã là nguồn động viên an ủi lớn nơi bà cụ cùng con cháu trong gia đình, để cho mọi người vơi đi được phần nào nỗi nhớ thương cụ Mikael. Và với ông cụ, cụ vừa được hưởng nhờ giờ cầu nguyện hiệp nhất sốt sắng từ nơi các cụ, các vị đại biểu dâng lên Thiên Chúa. Chắc hẳn Chúa sẽ thương mà sớm đón cụ về hưởng thôn nhan Thánh Chúa. Giờ đây ban tang lễ xin được thay lời cho cụ bà cùng con cháu trong gia đình trân trọng cảm ơn tất cả các cụ, các vị đại biểu, và xin mời các cụ cùng quý vị đại biểu về bên phòng khách để mời nước chia buồn với gia đình.
Môn khóa 85-86, chi hội phụ nữ xóm 7, anh em xóm mới, cộng đoàn võ họ Gia Thánh Đa Minh, 18 dòng tộc anh hùng tử đạo, bản dòng ông Hà xóm 5 và chi hội mẹ La Vang giáo họ Thánh Phêrô tông đời. Ông cụ Michael của Tang Hiếu đã vâng lệnh Chúa từ giá thi rằng cụ ra đi đã để lại cho cụ bà cùng con cháu chắc nỗi nhớ thương vô hạn. Gia đình đã có lời kính báo tới các cứu đoàn. Giờ này các vị đại biểu đã về phòng tang để chia sẻ nỗi nhớ thương với Tang Hiếu, đồng thời tổ chức chương trình lễ viếng và cầu nguyện cho cụ Michael. Mở đầu chương trình lễ viếng của các quý đoàn, xin mời các đại biểu đại diện cho đoàn dâng hương nến lên trước tôn nhan Thiên Chúa và kính viếng cụ Michael. Xin mời các đại biểu đại diện cho đoàn dâng hoa tươi kính viếng. Xin Chúa thương mà sớm đón cụ về hưởng tôn nhan Thánh Chúa, xin mời trong đoàn cầu nguyện cho cụ. Ô xin Chúa Thánh Thần, người thương tâm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao rồi cho đã sáng nước cha chỉ đến ý cha thì hằng dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ nhưng cứu con cho khỏi sự dữ. Amen. Tôi tin kính nơi Chúa Trời là cha phép ta vô cùng dựng lên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nan thời quan phong Siêu Phi La Tô, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và táng xác xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngựa bên hữu Đức Chúa Cha phép ta vô cùng. Ngày sau với trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen. Tin mừng Đức Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu nói với chân chúng rằng: tất cả những gì Cha ta đã ban cho ta thì sẽ đến với ta, và ai đến với ta, ta sẽ không khước từ họ, vì ta đã từ trời xuống không phải để làm theo ý ta, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai ta. Mà ý của Chúa Cha Đấng đã sai ta là tất cả những gì Người đã ban cho ta, ta chẳng làm hư mất, nhưng ta sẽ cho sống lại ngày tận thế.
Vì đây chính ý của cha ta đấng đã sai ta, là tất bất kỳ kẻ nào thấy Chúa Con và tin ở Ngài thì được sống đời đời, và ta sẽ cho sống lại ngày tận thế. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Cộng đoàn thân mến, chúng ta hãy thành khẩn dâng lên Thiên Chúa Cha những ý nguyện sau đây: hầu cho người còn sống được ơn nâng đỡ, cho kẻ đã qua đời được ơn cứu thoát và được hưởng vinh phúc muôn đời. Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tích thanh tẩy mà làm cho linh hồn Mi-ca-e được trở lên con thật của Chúa. Xin Chúa đón nhận linh hồn Mi-ca-e vào nước hằng sống muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã phán phúc cho kẻ được chết trong ơn nghĩa Chúa. Trải qua bao nhọc nhằn vất vả, linh hồn Mi-ca-e nay đã về với Chúa. Xin cho linh hồn Mi-ca-e được hưởng phúc thanh nhàn bên Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha nhân từ, xin lắng nghe lời chúng con cầu nguyện mà tha thứ mọi lỗi lầm cho linh hồn Mi-ca-e. Ước gì ngày sau hết con cái Chúa là linh hồn Mi-ca-e được phục sinh trong hào quang chói sáng muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thẩm nhẫn lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai dối được, bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa van nữa. Con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Vì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân Đức Chúa Trời đêm ngày, hãy trông cậy người cho liền. Vì người rất nhẫn lành, hãy thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân người thay thầy. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn Mi-ca-e được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn Mi-ca-e cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Mi-ca-e được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng lang vui vẻ vô cùng. Amen. Chúa nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết ăn năn kêu van. Lạy Chúa, xin dù thương ban xuống niềm tin ấp ủ cho tâm hồn. Lạy Chúa, xin thương con theo lượng từ bi Chúa. Chúa ơi, xin xóa tội con theo lòng lân tuốt vô bờ. Chúa nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết ăn năn kêu van. Lạy Chúa, xin dù thương ban xuống niềm tin ấp ủ cho tâm hồn. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Kính thưa các quý vị đại biểu, sự hiện diện của các đại biểu trong buổi tối hôm nay tại phòng tang đây chắc chắn đã là nguồn động viên an ủi lớn cho gia đình tang hiếu, để cho mọi người vơi đi được phần nào nỗi nhớ thương ông cụ. Và với ông cụ
cô vừa được hưởng nhờ giờ cầu nguyện hiệp nhất sốt sắng từ nơi chín quý đoàn. Các đại biểu vừa dâng lên Thiên Chúa với những lời cầu nguyện thiết tha, chắc chắn Chúa sẽ động lòng thương mà sớm đón cụ về hưởng tôn nhan Thánh Chúa. Giờ đây để tỏ lòng biết ơn nơi các đại biểu, bàn thánh lễ xin được thay lời cho bà cụ cùng con cháu trong gia đình trân trọng cảm ơn các đại biểu và xin mời các đại biểu về bên phòng khách để mời nước chia buồn với gia đình. Các đại biểu hương hoa ta tiến thêm về phía trước một chút nữa. Đại biểu đại diện cho bản dòng ông Hà xóm 5 là nơi có sự liên quan tới gia đình ông bà Hinh. Các đại biểu trong hội tình nghĩa là nơi liên quan tới ông bà Quỳnh Lụa. Các đại biểu đại diện cho bản dòng số 1, anh chị em xưởng cơ khí Khánh Hòa Thành Đô là nơi có sự liên quan mật thiết tới ông bà Hòa Huệ, con của cụ. Cụ Mikae đã vâng lệnh Chúa từ giã thế gian. Cụ ra đi đã để lại cho cụ bà cùng các con cháu chắt nỗi nhớ thương vô hạn. Gia đình đã có lời kính báo tới 4 quý đoàn. Giờ này các đại biểu đã về phòng tang để chia sẻ nỗi nhớ thương với tang hiếu, đồng thời tổ chức chương trình lễ viếng và cầu nguyện cho cụ Mikae. Mở đầu chương trình lễ viếng của 4 quý đoàn, xin mời các đại biểu đại diện cho đoàn dâng hương nến lên trước tôn nhan Thiên Chúa và kính viếng cụ Mikae. Xin mời các vị đại biểu đại diện cho đoàn dâng hoa tươi kính viếng. Giờ đây để nài xin Chúa thương mà sớm đón cụ về hưởng tôn nhan Thánh Chúa, xin mời trong đoàn cầu nguyện cho cụ. Nhờ danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin ngồi mà Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con, ban hồng ân chan chứa chúng con, biển chúng con thải những chiến sĩ theo Chúa Kitô, thải nhân chứng được trời cho muôn người trong khắp nơi. Lạy Cha mừng Maria đầy ơn vô Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép to vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giê-xu Kitô là Con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nan thời quan phong Siêu Phi La Tô, chịu đóng lên trên cây thánh giá, chết và táng xác xuống ngục tổ tông ngày thứ ba, bởi trong cái chết và sống lại lên trời ngồi bên hữu Đức Chúa Cha véo tóc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống ban rét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống với Amen.
lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót linh hồn Mi-ca-ên và toàn thế giới, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót linh hồn Mi-ca-ên và toàn thế giới. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. Lạy Cha là đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh Cha, và còn cho họ biết nữa, để tình Cha sẽ yêu thương con ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Khi Chúa thương gọi con về, hồn con hân hoan như trong một giấc mơ, miệng con nức vui tiếng cười, lưỡi con vàng lời ca, ngàn dân tô thân mến. Thiên Chúa là Cha yêu thương hằng quan tâm đến đời sống của con cái. Chúng ta hãy tin tưởng cầu xin Chúa cho linh hồn Mi-ca-ên và cho tất cả chúng ta đây. Khi tạo dựng linh hồn Mi-ca-ên đây nên người, Chúa đã hành động vì yêu thương và do quyết định xuất phát bởi tình yêu. Xin Chúa đón nhận linh hồn Mi-ca-ên và đời đời cho hiện hữu bên Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa nhận lời chúng con. Mỗi người con Chúa đã được âu yếm, dưỡng nuôi săn sóc và lớn dần lên nhờ hội Thánh Chúa. Với biết bao ân huệ Chúa ban, xin Chúa ban cho linh hồn Mi-ca-ên là một phần tư trong nhiệm thể của Chúa, được sum vầy muôn kiếp bên Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Cha, xin nhận lời chúng con cầu nguyện và nhìn đến những hoa trái tốt lành mà ơn Cha đã giúp trổ sinh trong đời sống người tín hữu chúng con. Xin Cha tha thứ những thiếu sót của linh hồn Mi-ca-ên và đón nhận linh hồn Mi-ca-ên vào cõi sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa. Xin Chúa hãy thâm nhận lời con kêu phát, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa cho tối nào ai rỗi được, bởi Chúa hằng ngõ lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy.
vì đã trông gậy Chúa, những kẻ làm dân nơi Chúa trời đêm ngày hãy trông kể người cho liền, vì người răn đơn lành hay thương vô cùng sẽ đỡ hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân người tay tay lạy Chúa xin ban cho linh hồn bi ca được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa xin cứu lấy linh hồn bi ca cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Mẹ ơi trên trần gian con chưa thấy ai đến nhờ mẹ mà mẹ không thương giúp. Mẹ ơi, con biết rằng tình mẹ rất bao la, luôn dõi nhìn từng nhịp bước con thơ. Mẹ ngồi gầy trông cho người thất vọng, mẹ là niềm tin cho người lữ thư, mẹ là niềm vui cho người buồn đau, mẹ là nghỉ ngơi cho người đơn côi. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin Chúa xuống mọi ơn lành nâng đỡ trong biến cố đau thương mà cụ Mi-ca vừa mới ra đi. Xin chân thành cảm ơn. Kính thưa các vị đại biểu, sự hiện diện của các đại biểu trong buổi tối hôm nay tại phòng tang đây đã là nguồn động viên an ủi lớn cho gia đình và với ông cụ. Cụ vừa được hưởng nhờ giờ cầu nguyện sốt sắng hiệp nhất mà bốn quý đoàn dâng lên Thiên Chúa. Chắc hẳn Chúa cũng sẽ thương mà sớm đón cụ về hưởng tôn nhan Thánh Chúa. Giờ đây ban tang lễ xin phép được thay lời cho cụ bà cùng con cháu trong gia đình. Trân trọng cảm ơn tất cả các đại biểu và xin mời các đại biểu về bên phòng khách để mời nước chia buồn với gia đình. Xin mời các đại biểu. Ông trưởng, kính thưa các cụ, các đại biểu đại diện cho bản dòng ông Kiểm Đông xóm 6 là nơi có sự liên quan mật thiết tới anh chị Hiếu, con của cụ Mi-ca-en. Cụ Mi-ca-en đã vâng lệnh Chúa từ giã thế gian. Cụ ra đi đã để lại cho cụ bà cùng các con cháu chắt nỗi nhớ thương vô hạn. Gia đình tang Hiếu nói chung, anh chị Hiếu nói riêng đã có lời kính báo tới quý bản dòng. Và giờ này được các cụ, các vị đại biểu đại diện cho bản dòng đã về nơi phòng tang để chia sẻ nỗi nhớ thương cùng với tang Hiếu, đồng thời tổ chức chương trình lễ viếng và cầu nguyện cho cụ Mi-ca-en. Mở đầu chương trình lễ viếng của đoàn, xin mời các đại biểu đại diện cho đoàn dâng hương nến lên trước tôn nhan Thiên Chúa và kính viếng cụ Mi-ca-en. Tiếp theo chương trình lễ viếng, xin mời vị đại biểu đại diện cho đoàn dâng hoa tươi kính viếng. Giờ đây để nài xin Chúa thương mà sớm đón cụ về hưởng tôn nhan Thánh Chúa, xin mời trong đoàn cầu nguyện cho cụ. Xin mời mọi người hợp cùng đoàn chúng tôi để dâng lời cầu nguyện cho cụ Mi-ca-e. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao dồi cho đấng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đoái nghe lời con thiết tha, tình thương mến ơn dù con ngày đêm, phẩm xác hồn tràn lan ơn thiêng.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng lên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai sinh bởi bà Maria trọn đời chịu nan đời quan phong Siêu Phi La Tô chịu đóng đanh trên cây thánh giá chết mà táng sang xuống ngục tổ tông ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng ngày sau mới trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con để đền vì tôi lỗi chúng con và toàn thế giới vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót linh hồn Mi-cae và toàn thế giới vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót linh hồn Mi-cae và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót linh hồn Mi-cae và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót linh hồn Mi-cae và toàn thế giới. Chúa con ở dưới bậc sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thâm nhân lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được, bởi Chúa hằng có lòng cùng vì lời Chúa phán hứa. Trông cậy Chúa linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, vì đã trông cậy Chúa những kẻ làm dân Đức Chúa Trời đêm ngày. Hãy trông cậy người cho liền vì người rất nhân lành hay thương vô cùng. Hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân người thay thảy. Lạy Chúa xin ban cho linh hồn Mi-cae được ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa xin cứu lấy linh hồn Mi-cae cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Miệng tôi nước vui tiếng cười, lưỡi tôi vàng lời ca hát. Ngàn dân tung hô, tôi thật vinh phúc. Khi dân Sion qua khỏi kiếp lưu đầy, tôi vẫn cứ như hư cỏ, sống ngoài giấc mơ triền miên. Khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Miệng tôi nước vui tiếng cười, lưỡi tôi vàng lời ca hát. Ngàn dân tung hô, tôi thật vinh phúc. Kính thưa các quý vị đại biểu, sự hiện diện của các đại biểu trong buổi tối hôm nay tại phòng tang đây chắc chắn đã là nguồn động viên an ủi lớn cho gia đình. Và với ông cụ, cụ vừa được hưởng nhờ giờ cầu nguyện mà trong đoàn dâng lên Thiên Chúa, chắc hẳn Chúa sẽ thương mà sớm đón cụ về hưởng tôn nhan Thánh Chúa. Giờ đây cho phép ban tang lễ xin được thay lời cho anh chị Hiếu cùng đồng tang Hiếu trân trọng cảm ơn tất cả các cụ, các vị đại biểu, và xin kính mời các cụ cùng quý vị đại biểu về bên phòng khách để mời nước chia buồn với gia đình.
đã về Quảng Nam để chia sẻ nỗi nhớ thương cùng với Tam Hiếu, đồng thời tổ chức chương trình lễ viếng và cầu nguyện cho cụ Mikael. Mở đầu chương trình lễ viếng của đoàn, xin mời hai vị đại biểu đại diện cho đoàn dâng hương nến lên trước tôn nhan Thiên Chúa và kính viếng cụ Mikael. Xin mời vị đại biểu đại diện cho đoàn dâng lắng hoa tươi kính viếng cụ. Để nài xin Chúa thương sớm đón cụ về hưởng tôn nhan Thánh Chúa, xin mời trong đoàn cầu nguyện cho cụ. Chúng con xin mời cộng đoàn hợp với đoàn chúng con, Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thâm biếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân tràn chứa, trao rồi cho đáng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngồi ba đôi nghe lời con thiết tha, tình thương mến áp bố con ngày đêm, nhuận thân xác hồn chẳng là lớn thiên. Lạy Chúa, Chúa là đấng giòn tô giòn lành vô cùng, Chúa đã dâng lên con mà cho con, Chúa ra đời chịu nan chịu chết vì con mà con đã cả nghịch nỗi kia cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cũng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chưa cái và nhớ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa dịp tối cùng làm việc cho sứ Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả xa, nữ Cha chỉ đến đi Cha thể hiện dưới đã cùng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép ta vô cùng dâng lên trời đã. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Siêu Phi La Tô, chịu đóng đánh trên cây thánh giá, chết mà tán xa xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trang kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép ta vô cùng. Ngài do bơi trời lại xuống quan xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh đồng cộng tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu tên Chúa, xin Chúa hãy thấm nhẫn lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin, nếu Chúa chấp tội nào ai lỗi được, bởi Chúa hằng có lòng lành. Cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Vì đã trông cậy Chúa, nhưng kẻ làm dân Đức Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy người cho liên. Vì người đất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi. Kẻ làm dân người thay thay, lạy Chúa, xin ban cho linh hồn Mikael được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn Mikael cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Mikael được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Này đây con dâng Chúa những lời kinh, và này đây con dâng Chúa những hy sinh.
để đền bù toay bao tội tình cho ngày dài xa chốn ngục hình dần đưa về thần cõi thiên đình. Xin Chúa thương linh hồn Mikael, xin Chúa thương linh hồn Mikael và tha thứ ngàn muôn tội lỗi. Xin Chúa thương linh hồn Mikael, xin Chúa thương linh hồn Mikael và dân tôi phúc vinh muôn đời. Nên Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Thưa các đại biểu, sự hiện diện của các đại biểu trong buổi tối hôm nay tại phòng tang đây chắc chắn đã là nguồn động viên an ủi lớn cho gia đình. Và với ông cụ, cô vừa được hưởng nhờ giờ cầu nguyện sốt sắng mà trong đoàn dâng lên Thiên Chúa, chắc hẳn Chúa cũng sẽ thương mà sớm đón cụ về hưởng tôn nhan Thánh Chúa. Cho phép chúng tôi xin được thay lời cho ông bà Hòa cùng đồng tang hiếu cảm ơn tất cả các đại biểu và xin mời các đại biểu về bên phòng khách để mời nước chia buồn với gia đình. Kính thưa ông trưởng cùng các cụ, các vị đại biểu của bản dòng đền thánh, các đại biểu là hàng xóm mặt đường cùng con đỡ đầu của ông bà Quỳnh, các đại biểu trong hội cựu ca đoàn 1 của đoàn thiếu nhi thánh thể giáo xứ Thánh Danh và giáo xứ đền thánh Kiên Lao, các đại biểu đại diện cho hội đồng môn khóa 7778 của ông bà Hình cùng với hội đồng nghiệp cốt pha của ông bà Hình. Cụ Mikael của tang hiếu đã vâng lệnh Chúa từ giã thế gian. Cụ ra đi đã để lại cho cụ bà cùng các con cháu chắt nỗi nhớ thương vô hạn. Gia đình tang hiếu đã có lời kính báo tới các quý đoàn. Giờ này các đại biểu đã về phòng tang để tổ chức chương trình lễ viếng và cầu nguyện cho cụ kìa. Mở đầu chương trình lễ viếng của các quý đoàn, xin kính mời các đại biểu đại diện cho đoàn dâng hương nến lên trước tôn nhan Thiên Chúa và kính viếng cụ Mikael. Xin mời các vị đại biểu đại diện cho đoàn dâng hoa tươi kính viếng. Chúa thương mà sớm đón cụ về hưởng tôn nhan Thánh Chúa, xin mời trong đoàn cầu nguyện cho cụ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin ngồi bà Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con, ban hồng ân tràn chứa thấm nhuần hồn xác chúng con, biến chúng con đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót linh hồn Mikae và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót linh hồn Mikae và toàn thế giới. Vì Cha thương xót linh hồn Mikae và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hiệu. Xin thương xót linh hồn Mikae và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hiệu. Xin thương xót linh hồn Mikae và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hiệu. Xin thương xót linh hồn Mikae và toàn thế giới.
tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, là Cha nhân từ, cùng là Thiên Chúa mọi niềm an ủi, là đấng ủi an chúng ta trong mọi nỗi gian truân. Chúng con chúc tụng Chúa. Bài Xích Sách Tiên Tri Isaia. Ngày ấy Chúa các đầu binh sẽ tiếp đãi các dân trên núi này một bữa tiệc, và trên núi này người sẽ cất các chiếc khăn tang bao trùm muôn dân, và tấm khăn liềm trải trên mọi nước. Người tiêu diệt sự chết đến muôn đời. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt, và cất khỏi mặt đất sự tủi hổ của dân người, vì người đã phán như vậy. Và ngày đó người ta sẽ nói: này đây chúng ta đã chờ đợi người, và người sẽ cứu chúng ta. Người là Chúa, nơi người chúng ta tin tưởng. Chúng ta hãy hân hoan và vui mừng trong ơn người cứu độ. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Lạy mẹ ơi, đời con dõi bước theo mẹ, lòng con quyết noi gương mẹ, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đầy đó, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Sự bình an cầu cho chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Kính thưa các cụ, các quý vị đại biểu, sự hiện diện của các cụ cùng quý vị đại biểu trong buổi tối hôm nay tại phòng tang đây chắc chắn đã là nguồn động viên an ủi lớn cho gia đình, để cho bà cụ cùng con cháu vơi đi được phần nào nỗi nhớ thương ông cụ. Và với cụ vừa được hưởng nhờ giờ cầu nguyện sốt sáng hiệp nhất mà tám quý đoàn dâng lên Thiên Chúa với những lời cầu nguyện thiết tha, chắc chắn Chúa sẽ động lòng thương mà sớm đón cụ về hưởng tôn nhan Thánh Chúa. Để tỏ lòng biết ơn nơi các cụ, các vị đại biểu, ban tang lễ xin phép được thay lời cho bà cụ cùng con cháu trong gia đình trân trọng cảm ơn tất cả các cụ, các vị đại biểu, và xin kính mời các cụ cùng quý vị đại biểu về bên phòng khách để mời nước chia buồn với gia đình. Kính thưa bà trưởng cùng các bà, các bác đại diện cho chi hội phụ nữ xóm 8, là nơi có sự liên quan mật thiết tới gia đình ông bà Hiền, ông bà Hòa, ông bà Hiếu, con của cụ Mikael. Các bà là con của cụ đã và đang cùng tham gia sinh hoạt với chi hội. Hôm nay đây, người cha kính yêu của bà Hiền, bà Hòa và bà Hiếu đã vĩnh viễn đi xa, trở về với tiên tổ. Cụ ra đi đã để lại cho cụ bà cùng con cháu chắt nỗi nhớ thương vô hạn. Gia đình tang hiếu nói chung, ông bà Hiền, ông bà Hòa, ông bà Hiếu nói riêng đã có lời kính báo tới chi hội. Và giờ này các bà, các bác đã về nơi phòng tang để chia sẻ nỗi nhớ thương cùng với tang hiếu, đồng thời tổ chức chương trình lễ kính viếng người cha kính yêu của hội viên mình. Mở đầu chương trình lễ viếng của đoàn, xin mời vị đại biểu đại diện cho đoàn dâng hương trầm kính viếng. Cho đoàn dâng hoa tươi kính viếng. Thế là từ nay cụ nhà đã vĩnh viễn đi xa, để tỏ lòng thương tiếc cụ, xin kính mời trong đoàn dành phút vĩnh biệt cụ. Phút vĩnh biệt bắt đầu. Chương trình lễ viếng của đoàn tới đây đã hoàn tất. Ban tang lễ xin phép được thay lời cho cụ bà cùng con cháu chắt trong gia đình trân trọng cảm ơn các đại biểu. Xin mời các đại biểu về bên phòng khách để mời nước.
Tiếp tục chương trình lễ viếng, chúng con xin được trân trọng kính mời cha giáo Giuse cùng với hội sầu bi xóm 5B trở về phòng. Kính trình cha giáo kính mến, kính thưa các vị đại biểu đại diện cho hội sầu bi xóm 5 của giáo xứ đền Thánh Nhà. Cụ Mikael của Tang Hiếu đã vâng lệnh Chúa từ giã thế gian. Cụ ra đi đã để lại cho cụ bà cùng con cháu chắt nỗi nhớ thương vô hạn. Gia đình đã có lời kính trình tới quý cha, kính báo tới quý hội. Và giờ này với tình cảm sâu đậm, cha giáo cùng với quý hội đã về nơi phòng tang để chia sẻ nỗi nhớ thương cùng với Tang Hiếu, đồng thời tổ chức chương trình lễ viếng và cầu nguyện cho cụ Mikael. Mở đầu chương trình lễ viếng của đoàn, xin mời các đại biểu đại diện cho đoàn dâng hương nến lên trước tôn nhan Thiên Chúa và kính viếng cụ Mikael. Xin mời vị đại biểu đại diện cho đoàn dâng hoa tươi kính viếng. Con xin được trân trọng kính mời cha giáo có đôi lời chia sẻ với gia đình. Kính thưa cụ bà cũng như là mọi thành viên trong gia đình, sự ra đi của cụ ông Bikae chắc chắn để lại cho gia đình một nỗi buồn thương. Đơn giản thôi, vì đây là hình ảnh của người thân yêu nhất của cụ bà, đã song hành cùng cụ bà nhiều năm trên dương thế, và cùng với cụ bà, với ơn Chúa, cụ ông cũng như cụ bà đã sinh ra được những người con, những người cháu chắt. Có lẽ món quà sự sống mà cụ ông để lại cho những người con cái cháu chắt là món quà quý giá nhất. Bởi vì nếu như không có cụ ông thì cũng sẽ không có những người con, người cháu đang hiện diện ở nơi đây. Và chính vì vậy, mọi người trong gia quyến dường như đã mất đi nguồn của sự sống trên trần thế là cụ ông Mikae. Và món quà từ nay trở đi, những người con trong gia đình được mời gọi là noi gương cụ ông, đi hết con đường đức tin của mình và dạy dỗ lại cho những người con, người cháu sống đạo sao cho đẹp lòng Chúa, rồi cũng phải đi hết con đường đức tin. Từ nay trở đi, cụ ông sẽ không còn cầu nguyện cho chúng ta nữa, nhưng đến lượt chúng ta phải cầu nguyện cho cụ ông Mikae. Từ nay, cụ ông không còn có thể nhắc bảo chúng ta nữa, thì những người con trong gia đình phải nhắc bảo nhau để nhớ về hình ảnh một người thân thương nhất trong gia đình cùng với cụ bà. Chúng ta cầu nguyện cho cụ ông Mikae cùng với lại chị em ở trong đội Đức Mẹ Sầu Bi. Giờ đây xin chân thành phân ưu cùng cụ bà và gia quyến. Chúng ta xin Chúa đón nhận linh hồn cụ Mikae và xin Chúa cũng đón nhận những lời cầu nguyện của chúng ta. Để rồi với lời cầu nguyện và lòng thương xót của Thiên Chúa, của ông Mikae sớm hưởng nhàn Thánh Chúa. Nhờ danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thâm nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa châm tội nào ai rỗi được, bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa. Vì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân được Chúa trời đêm ngày hãy trông cậy người cho liên. Vì người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân người thay thay. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn Mikae được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn Mikae cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên an.
chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Mikae được lên chốn nghỉ ngơi. Hàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng lang vui vẻ vô cùng. Amen. Lạy mẹ xin yên ủi chúng con luôn luôn. Mẹ từ bi xin pha những nỗi u buồn vì đời con gieo rắc biết bao đau thương và tràn lan gai góc bước trên con đường. Ơi mẹ đất nhân từ mẹ quên sao đường hôm xưa. Mẹ hứa khi ở trên núi kia, lúc mà Chúa sinh thì mẹ đứng âu sầu lặng yên. Là mẹ chúng con, mẹ xin linh quyền. Lạy mẹ xin yên ủi chúng con luôn luôn. Mẹ từ bi xin pha những nỗi ưu buồn vì đời con gieo rắc biết bao đau thương và tràn lan gai góc vương trên con đường. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho linh hồn Mikae và những người đang hiện diện nơi đây. Sang danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Nhờ danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Trong kính cha giáo kính mến, kính thưa các vị đại biểu trong đoàn, sự hiện diện của cha giáo cùng quý đại biểu trong buổi tối hôm nay tại phòng tang đây chắc chắn đã là nguồn động viên an ủi lớn cho bà cụ cùng con cháu trong gia đình, để cho mọi người vơi đi được phần nào nỗi nhớ thương cụ Mikael. Và với ông cụ, cô vừa được hưởng nhờ giờ cầu nguyện hiệp nhất sốt sắng từ nơi quý cha cùng quý đại biểu dâng lên Thiên Chúa. Chắc hẳn Chúa cũng sẽ thương mà sớm đón ông cụ về hưởng tôn nhan Thánh Chúa. Giờ đây để tỏ lòng ghi ơn nơi cha giáo cùng quý đoàn, tang lễ chúng con xin được giới thiệu vị đại biểu đại diện cho tang hiếu có đôi lời cảm tạ. Kính chào mọi người. Trong kính cha giáo xe đoàn Đức Mẹ Sầu Bi, hôm nay con thay mặt cho bà thím chúng con và các em xin cảm tạ cha. Trong thời tiết nắng nôi rồi nóng bức, cha đã thương về dâng lời cầu nguyện cho chú chúng con. Chú chúng con còn thiếu sót cách nào trước mặt Chúa, xin Chúa nhân từ vô cùng thương những lời cầu nguyện của cha xứ và trong đoàn được hưởng tôn nhan Thánh Chúa. Con thay mặt cho thím chúng con và các em xin cúi đầu cảm tạ cha và đoàn. Giờ đây chúng con xin kính mời cha cùng các đại biểu trong đoàn trở về phòng khách để mời nước. Thưa các đại biểu trong hội đồng môn năm 1983 là nơi ông bà Huệ Hòa, con của cụ, đã có những năm tháng cùng chung lớp chung trường. Với tình cảm từ thuở học trò tới nay, các đại biểu vẫn giữ mối tình cảm sâu đậm ấy. Hôm nay đây, người cha kính yêu của ông bà Huệ Hòa không còn nữa. Cụ đã vâng lệnh Chúa trở về với tiên tổ. Cụ ra đi đã để lại cho cụ bà cùng con cháu chắt nỗi nhớ thương vô hạn. Gia đình tang hiếu nói chung, ông bà Huệ Hòa nói riêng đã kính báo với trong hội. Và với tình cảm sâu đậm, giờ này các đại biểu đã về nơi phòng tang
để chia sẻ nỗi nhớ thương cùng với tang hiếu, đồng thời tổ chức chương trình lễ kính viếng người cha của bạn mình. Mở đầu chương trình lễ viếng của đoàn, xin mời các đại biểu đại diện cho đoàn dâng hương nến lên trước tôn nhan Thiên Chúa và kính viếng cụ Mikael. Xin mời vị đại biểu đại diện của đoàn dâng hoa tươi kính viếng. Giờ đây xin kính mời mọi người trong phòng tang hướng về bàn thờ Chúa để hiệp ý với đoàn cầu nguyện cho cụ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Con sẽ chưa cam dỗ nhưng khi chúng con cho khỏi sự dữ, Amen. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng lên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai xin bởi bà Maria đồng sinh. Chịu nan đời quan phong Phi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đánh trên cây thánh giá, chết mà táng xa xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hàng sông vậy, Amen. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai dối được, bởi Chúa hằng có lòng lành. Cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Trông cậy Chúa, những kẻ làm dân Đức Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy người cho liền. Nhân lành hay thương vô cùng sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân người. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn Mikael được nghỉ ngơi đời đời mà được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn Mikael cho khỏi tù ngục mà được nghỉ yên. Chúng con trông cậy đã thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh hiển vinh sáng lang. Hạ chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ, Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Bàn tăng lễ chúng tôi xin được thay lời cho cụ bà, canh gặm con cháu nói chung, và xin thay lời cho ông bà Huệ Hòa. Cảm ơn các đại biểu, mời các đại biểu về bên phòng khách để mời nước. Lễ viếng. Thưa các đại biểu, đại diện cho Hội đồng môn khóa 89-918 là nơi anh chị Hoạt Hiếu, con của cụ, đã có những năm tháng cùng chung lớp, chung trường. Hôm nay đây, người cha kính yêu của anh chị Hoạt Hiếu không còn nữa. Cụ đã vâng lệnh Chúa trở về với tiên tổ. Cụ ra đi đã để lại cho cụ bà cùng con cháu chắt nỗi nhớ thương vô hạn. Gia đình tang Hiếu nói chung, anh chị Hoạt Hiếu nói riêng đã có lời kính báo tới trong đoàn.
Giờ này các đại biểu đã về phòng tang để chia sẻ nỗi nhớ thương với tang hiếu, đồng thời tổ chức chương trình lễ viếng và cầu nguyện cho cụ Mikael. Mở đầu chương trình lễ viếng của đoàn, xin mời các đại biểu đại diện cho đoàn dâng hương nến lên trước tôn nhan Thiên Chúa và kính viếng cụ Mikael. Hiện cho đoàn dâng hoa tươi kính viếng. Người trong phòng tang chúng ta cùng hướng về bàn thờ Chúa hiệp ý với trong đoàn cầu nguyện cho cụ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con ở chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng lên trời đất. Kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nắng thời quan phong Si-ô Phi-la-tô, trên cây thánh giá chết mà tán xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, ngự bên hiếu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lạy xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhân đời con, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai dối được, bởi Chúa hằng có lòng lành. Con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Vì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân Đức Chúa Trời, đêm ngày hãy trông cậy người cho liên. Vì người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân người. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn Mikae được nghỉ ngơi đời đời mà được sáng soi vô cùng. Xin cứu lấy linh hồn Mikae cho khỏi tù ngục mà được nghỉ yên. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Mikae được lên chốn nghỉ ngơi. Chúng con trông cậy ra Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh Hiển Vinh Sáng Lang. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Bản à tặng lễ chúng tôi xin được thay lời cho cụ bà cùng con cháu nói chung, và xin thay lời cho chị Hoạt Hiếu. Cảm ơn các đại biểu và xin mời các đại biểu về bên phòng khách để mời nước. Các cụ, các ông, các bà trong bản dòng sở tại, thưa anh em thanh niên của bản dòng sở tại, giữa lúc mọi thành phần trong giáo dòng nhà đang hướng lòng về cùng với giáo xứ và cả giáo hội để tôn sùng những ngày cuối của tháng dâng hoa kính Đức Mẹ, thì cũng là lúc cụ Mikael, bậc cao niên của bản dòng nhà,
vâng lệnh Chúa từ giã thế gian. Niềm vinh dự lớn lao mà Chúa dành riêng ban cho cụ là cụ đã được Chúa gọi về trong những ngày cuối của tháng dâng hoa kính mẹ. Nhưng với tình cảm con người nơi trần thế thì sự ra đi của cụ dẫu sao cũng để lại cho cụ bà cùng con cháu chắt nỗi nhớ thương vô hạn. Cụ bà cùng với con cháu chắt đã có lời kính báo tới bản dòng, tới anh em thanh niên của bản dòng. Và ngay sau khi nhận tin buồn, mọi thành phần trong bản dòng sở tại đã tới cộng tác với đôi bên nội ngoại, giúp đỡ gia đình mọi công việc, để cho gia đình có được điều kiện tổ chức chương trình lễ tang cho cụ. Và đặc biệt trong giờ này, bản dòng nhà lại thành lập đoàn trở về phòng tang để chia sẻ nỗi nhớ thương với cụ bà và con cháu trong gia đình, đồng thời tổ chức chương trình lễ viếng và cầu nguyện cho cụ Mikael. Mở đầu chương trình lễ viếng của bản dòng, xin mời vị đại biểu đại diện cho bản dòng nổi ba hồi trống viếng. Xin kính mời hai vị đại biểu đại diện cho đoàn dâng hương nến lên trước tôn nhan Thiên Chúa và kính viếng cụ Mikael. Xin mời vị đại biểu đại diện cho đoàn dâng vòng hoa tươi lên trước tôn nhan Thiên Chúa và kính viếng cụ Mikael. Giờ đây để nài xin Chúa thương mà sớm đón cụ về hưởng tôn nhan Thánh Chúa, xin mời trong đoàn cầu nguyện cho cụ. Anh cha và con và Thánh Thần Amen. Xin ngôi bà Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con, ban hồng ân chan chứa thấm nhuần hồn sáng chúng con, biển chúng con thành những chiến sĩ theo Chúa Kitô, thành nhân chứng nước trời cho muôn người trong khắp nơi. Lòng vẫn lòng đời trong ngài soi sáng, và luyện lòng ngầu mong được xứng đáng với danh hiệu đền thánh Chúa cao quang. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tăng vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống tái sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu lãnh thời quan phong Si-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và tang xác xuống ngục tổ tông ngày thứ ba, bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên yêu Đức Chúa Cha phép tăng vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông cộng, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Lời Chúa trong sách Khôn Ngoan.
linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa. Đau khổ và sự chết không làm gì được các ngài. Đối với mắt người không hiểu biết thì hình như các ngài đã chết. Việc các ngài từ biệt chúng ta như đi vào cõi tiêu diệt. Nhưng thực ra các ngài sống trong bình an trước mặt người đời. Dầu các ngài có chịu khổ hình, lòng cậy trông của các ngài cũng không chết. Sau một giây lát chịu khổ nhục, các ngài sẽ được vinh dự lớn lao, vì Chúa đã thử thách các ngài như thử vàng trong lửa, chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu. Khi đến giờ Chúa ghé mắt nhìn các người, những người công chính sẽ sáng chói và chiếu tỏa ra như ánh lửa chiếu qua bụi lau. Các ngài sẽ xét xử các dân tộc, sẽ thống trị các quốc gia, và Thiên Chúa sẽ ngự trị trong các ngài muôn đời. Bởi vì các ngài đã tin tưởng ở Chúa, sự hiểu biết chân lý và trung thành với Chúa trong tình yêu. Vì ơn Chúa và bình an sẽ dành cho những người Chúa chọn. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Cộng đoàn thân mến, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã phán rằng: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta thì dù có chết cũng sẽ sống. Và bất cứ ai sống mà tin ta thì sẽ không chết muôn đời. Vậy chúng ta hãy cầu xin cho linh hồn Mi-ca-e thân yêu của chúng ta đây. Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại. Xin đoái thương ban cho linh hồn Mi-ca-e thân yêu của chúng con được sống đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã hứa thiên đàng cho kẻ trộm lành có lòng hối cải. Xin đoái thương đưa linh hồn Mi-ca-e thân yêu của chúng con vào nước trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã nuôi dưỡng linh hồn Mi-ca-e thân yêu của chúng con trong tiệc thánh mình mau Chúa. Xin đoái thương nhận linh hồn Mi-ca-e vào bàn tiệc trong nước Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Xin Chúa đoái thương cho chúng con đang thương nhớ người anh em này được an ủi trong đức tin và được phân khởi trong niềm hy vọng được sống muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa là đấng đoái thương nghe lời ước nguyện chính đáng và đạo đức. Xin cho tôi tới Chúa là linh hồn Mi-ca-e mà hôm nay chúng con cầu nguyện được dự phần vinh phúc với các thần thánh và những người Chúa chọn nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy tâm nhấn lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin, nếu Chúa chăm tội nào ai rối được. Bởi Chúa hằng có lòng lành, cũng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Vì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân Đức Chúa Trời đến ngày ấy trông cậy người cho liên. Vì người rất nhẫn lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi. Kẻ làm dân người thay tay lạy Chúa, thỉnh ban cho linh hồn Mi-ca được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin kêu lấy linh hồn Mi-ca cho khỏi tù ngục mà được nghỉ yên. Amen. Xin mẹ nghe tiếng con khẩn cầu những khi âu sầu đau đớn. Xin mẹ xuống muôn vạn phúc cho hồn con an vui tháng ngày giữa nơi níu đầy. Nếu không có mẹ thì đời con thành đời
nay lầm ta lắng sầu đau khổ. Nếu không có mẹ giữa nơi đều đây, ngày gian nan con quyết tự tan với trần gian ơi, có ai buồn sâu xa quê hương, có ai âu sầu, mau chạy lại đây bên mẹ khoan thai, linh hồn ta sẽ sống đời vui thay. Xin mẹ nghe tiếng con khẩn cầu những khi âu sầu đau đớn. Xin mẹ xuống muôn vạn phúc cho hồn con an vui tháng ngày giữa nơi níu đầy. Nếu không có mẹ thì đời con đành đời lầm than sầu đau khổ. Nếu không có mẹ giữa nơi níu đầy, ngày gian nan con biết thở than với ai. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Kính thưa các cụ cùng quý vị đại biểu trong bản dòng sở tại. Sự hiện diện của các cụ cùng quý vị đại biểu trong buổi tối hôm nay tại phòng tang đây chắc chắn đã là nguồn động viên an ủi lớn nơi bà cụ cùng con cháu trong gia đình, để cho mọi người vơi đi được phần nào nỗi nhớ thương cụ Michael. Và với ông cụ, cụ vừa được hưởng nhờ giờ cầu nguyện sốt sắng mà trong quý bản dòng dâng lên Thiên Chúa, chắc hẳn Chúa cũng sẽ thương mà sớm đón cụ về. Giờ đây để tỏ lòng ghi ơn nơi quý bản dòng, ban tang lễ xin được giới thiệu vị đại biểu đại diện cho tang hiếu có đôi lời cảm tạ. Cùng các ông, các bà trong bản dòng, ban thanh niên bản dòng, ông chú chúng tôi được Chúa gọi ra khỏi trần thế, đã được quý bản dòng, anh em thanh niên giúp đỡ tận tình. Và giờ tối nay trở về dâng lời cầu nguyện cho chú chúng tôi. Tôi thay mặt cho bà thím, các em xin cúi đầu cảm tạ và xin với bản dòng và anh em thanh niên. Ngày mai là đưa ông chú chúng tôi ra mồ cao mả dài, xin nhờ bản dòng, anh em thanh niên giúp đỡ. Xin cảm ơn. Thầy xin kính mời các cụ cùng quý vị đại biểu về bên phòng khách để chia buồn với gia đình. Các vị đại biểu đại diện cho hội đồng nghiệp là nơi có sự liên quan mật thiết tới gia đình của ông bà Hòa Huệ, con của cụ. Hôm nay đây, người cha kính yêu của ông bà Hòa Huệ không còn nữa. Cụ đã vĩnh viễn đi xa trở về với tiên tổ, để lại cho cụ bà cùng con cháu nỗi nhớ thương vô hạn. Gia đình tang hiếu nói chung, ông bà Hòa Huệ nói riêng đã có lời kính báo tới trong đoàn. Và giờ này các đại biểu đã về phòng tang để chia sẻ nỗi nhớ thương với tang hiếu, đồng thời tổ chức chương trình lễ kính viếng người cha kính yêu của đồng nghiệp mình. Mở đầu chương trình lễ viếng của đoàn, xin mời các đại biểu đại diện cho đoàn dâng hương đăng kính viếng. Xin mời vị đại biểu đại diện cho đoàn dâng hoa tươi kính viếng. Thế là từ nay, người cha kính yêu của đồng nghiệp mình đã vĩnh viễn đi xa. Để tỏ lòng thương tiếc cụ, xin mời trong đoàn dành phút vĩnh biệt cụ. Phút vĩnh biệt bắt đầu.
Chương trình lễ viếng của đoàn tới đây đã hoàn tất. Ban tăng lễ xin thay lời trong bà Hòa cùng đồng tăng hiếu cảm ơn các đại biểu. Mời các đại biểu về bên phòng khách để mời nước, tiếp tục chia buồn với gia đình. Kính thưa các vị đại biểu, đại diện cho Ban chấp hành tân cựu của giáo họ Đức Thánh. Kính thưa các cụ, các vị đại biểu đại diện cho cộng đoàn giáo họ. Thưa các đại biểu trong Ban ca đoàn tân cựu của giáo họ. Thưa các đại biểu đại diện cho huynh đoàn giáo họ. Toàn thể cộng đoàn giáo họ nhà đang hướng lòng về cùng với giáo xứ và cả giáo hội mừng kính Đức Mẹ trong những ngày cuối tháng dâng hoa của Ngài. Thì cũng là lúc cụ Michael của Tang Hiếu vâng lệnh Chúa từ giã thế gian. Cụ ra đi đã để lại cho cụ bà cùng con cháu chắt nỗi nhớ thương vô hạn. Cụ bà cùng con cháu chắt đã có lời kính báo tới Hội đồng Mục vụ giáo họ, tới Ban ca đoàn tân cựu, tới huynh đoàn của giáo họ. Và giờ này được các cụ, các vị đại biểu đã về phòng tang để chia sẻ nỗi nhớ thương cùng với gia đình, đồng thời tổ chức chương trình lễ viếng và cầu nguyện cho cụ Michael. Ban tăng lễ xin mời vị đại biểu đại diện cho Hội đồng Mục vụ giáo họ điều hành chương trình lễ viếng. Lạy Chúa, xin cho linh hồn cụ Michael được nghỉ yên muôn đời. Kính thưa ban tổ chức tang lễ, thưa gia đình tang quyến, thật là bùi ngùi xúc động khi Hội đồng Mục vụ Cộng đoàn giáo họ Đức Thánh, Ban ca đoàn tân cựu, huynh đoàn giáo họ nhận được tin báo buồn của gia đình. Chúa đã truyền gọi cụ Mike về nhà cha muôn đời. Tin đau buồn này đã được tiếng chuông của giáo họ báo cho cộng đoàn giáo họ biết một người con của giáo họ đã về với Chúa. Giờ đây thành lập đoàn làm lễ viếng và cầu nguyện cho cụ. Lời đầu tiên, cho phép tôi thay mặt cho quý đoàn gửi tới gia đình tang quyến lời hỏi thăm, lời chia buồn sâu đậm nhất. Để đi vào phần lễ viếng, tôi xin mời hai vị đại biểu đại diện cho đoàn nổi ba hồi chiêng trống. Xin trân trọng kính mời. Thơm lòng tưởng nhớ linh hồn cụ Mike, tôi xin trân trọng giới thiệu hai vị đại biểu đại diện cho đoàn thắp tuần hương trầm kính viếng. Xin trân trọng kính mời. Tiếp theo, tôi xin trân trọng giới thiệu
một vị đại biểu đại diện cho ban ca đoàn cựu dâng hoa tươi kính viếng, xin trân trọng kính mời. Tôi xin trân trọng giới thiệu một vị đại biểu đại diện cho ban ca đoàn lên dâng hoa tươi kính viếng, xin trân trọng kính mời. Tiếp theo tôi xin trân trọng giới thiệu một vị đại biểu đại diện cho huynh đoàn giáo họ lên dâng hoa tươi kính viếng, xin trân trọng kính mời. Hoa tươi kết lại thành vòng, dâng lên Thiên Chúa tỏ lòng tiếc thương. Tôi xin trân trọng giới thiệu một vị đại biểu đại diện cho đoàn dâng vòng hoa viếng, xin trân trọng kính mời. Vòng hoa mang giải băng vĩnh biệt cộng đoàn giáo họ Đức Thánh kính viếng. Giờ đây tôi xin trân trọng giới thiệu ông chùm đương nhiệm đại diện cho giáo họ có đôi lời phân ưu, xin trân trọng kính mời ông. Lạy Chúa, lạy Chúa, xin ban cho linh hồn cụ Mi-ke được nghỉ yên muôn đời. Kính thưa gia đình tang quyến, vào lúc hồi 8 giờ sáng hôm nay được tin báo buồn của cụ bà tới giáo họ Đức Thánh Mi-ke. Hôm nay được sự nhận tin báo của cụ Mi-ke vừa được Chúa gọi về, chúng tôi đến đây xin có lời phân ưu toàn thể cùng tang quyến quả sự thật. Sự ra đi của cụ là một rất sự mất mát, đau thương lớn lao không có gì bù đắp được. Đại tang quyến quý vị, trước nỗi đau thương buốt này, xin được chia sẻ nỗi niềm với quý tang quyến và trong niềm tin vào Đức Kitô phục sinh. Nói về hai cụ, khi hai cụ còn bình sinh đã có tấm lòng quảng đại, tinh thần vật chất xây dựng thánh đường giáo họ Đức Thánh Mi-ke, và cụ cũng đã động viên các ông, các bà, các con cháu đóng góp công để xây dựng thánh đường giáo họ Đức Thánh được đến ngày hôm nay. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời khẩn cầu của mẹ Maria, Đức Tổng Lãnh Thiên Thần Mi-ke xuống nhiều ơn lành, trả công bồi hậu cho gia đình tang quyến. Vậy cũng đã đến giờ cầu nguyện, xin mời các cụ công các bà cùng với hợp với giáo họ chúng tôi dâng lời cầu nguyện cho cụ Mi-ke. Xin bà quản xứng kinh ạ. Ô xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân tràn chứa, trao rồi cho đáng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đôi nghe lời con thiết tha, tình thương mẹ lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ,
nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nan thời quan phong Siêu Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, cả thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với anh em rồi. Vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em, nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy. Để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó, và Thầy đi đâu thì anh em biết đường rồi. Ông Tô-ma nói với Đức Giê-xu: Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường? Đức Giê-xu đáp: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người. Ông Philip-phê nói: Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha. Như thế là chúng con mãn nguyện. Đức Giê-xu trả lời: Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà ông Philip-phê anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha, sao anh lại nói: Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha đứng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa. Cộng đoàn thân mến, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã phán rằng: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta thì dù có chết cũng sẽ sống. Và bất cứ ai sống mà tin ta thì sẽ không chết muôn đời. Vậy chúng ta hãy cầu xin cho cụ Mikae thân yêu của chúng ta đây. Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại, xin đoái thương ban cho linh hồn cụ Mikae thân yêu của chúng con được sống đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã hứa thiên đàng cho kẻ trộm lành có lòng hối cải, xin đoái thương đưa linh hồn Mikae thân yêu của chúng con vào nước trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa xin đoái thương cho linh hồn Mikae được vào số các thánh và những người Chúa chọn. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã nuôi dưỡng linh hồn Mikae thân yêu của chúng con trong tiệc mình và mau chưa. Xin đoái thương cho linh hồn Mikae vào bàn tiệc trong nước Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa là Cha đoái thương, nghe lời ước nguyện chính đáng và đạo đức. Xin cho tôi tớ Chúa là linh hồn Mikae mà hôm nay chúng con cầu nguyện được dự phần vinh phúc với các thần thánh và những người Chúa chọn, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, con ở dưới bờ sầu kêu lên Chúa.
Xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tôi nào ai rối được, bởi Chúa hằng có lòng lành. Cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, vì đã trông cậy Chúa. Nhưng kẻ làm dân Đức Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy người cho liên. Vì người rất nhân lành hãy thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi. Kẻ làm dân người thay thay lạy Chúa, xin ban cho linh hồn mi kẻ được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn mi kẻ cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên nam. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn mi kê được lên chốn nghỉ ngơi. Hàng xem thấy một đứa Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng em. Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi. Lúc con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai. Trọn kiếp người này không còn nước mắt nụ cười, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có nỗi buồn, đẹp mãi niềm vui. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày tròn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chờ che chở bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiêu thốn, đứng nữ đồng trinh hiển vinh sáng lang. Hằng chưa chúng con cho khỏi mọi sự giữ. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Kính thưa các cụ cùng quý vị đại biểu, sự hiện diện của các cụ cùng quý vị đại biểu trong buổi tối hôm nay tại phòng tang đây chắc chắn đã là nguồn động viên an ủi lớn nơi gia đình tang hiếu, để cho bà cụ cùng con cháu chắt vơi đi được phần nào nỗi nhớ thương ông cụ. Và với ông cụ, cụ vừa được hưởng nhờ giờ cầu nguyện hiệp nhất suốt sáng mà mọi thành phần trong giáo họ vừa dâng lên Thiên Chúa. Chắc hẳn Chúa sẽ thương mà sớm đón ông cụ về hưởng tôn nhan Thánh Chúa. Giờ đây để tỏ lòng ghi ơn nơi giáo họ, ban tang lễ xin được giới thiệu vị đại biểu đại diện cho tang hiếu có đôi lời cảm tạ. Kính thưa ban hành giáo Tân Cựu, kính thưa ban ca đoàn Tân Cựu, kính thưa ban huynh đoàn, thưa ba huynh đoàn, ba đoàn, ông cứu chúng tôi được Chúa gọi ra khỏi trần gian về với Chúa. Tối nay được ba đoàn đã đến dâng lời cầu nguyện cho ông chú chúng tôi. Trong cuộc sống hàng ngày, ông chú chúng tôi không khỏi những điều thiếu sót trước mặt Chúa. Nhờ lời khẩn cầu của ba quý đoàn, xin Chúa nhân lành vô cùng đưa bớt phần phạt cho linh hồn ông chú chúng con được về nơi hưởng tôn nhan Thánh Chúa. Tôi thay mặt cho bà thím chúng con và cho các em xin cúi đầu cảm tạ quý ba quý đoàn đã dâng lời cầu nguyện. Xin cảm tạ. Giờ đây xin kính mời các cụ cùng quý vị đại biểu về bên phòng khách để mời nước tiếp tục chia buồn với gia đình. Bây giờ các con các cháu chúng ta xuống hết dưới này để các anh sẽ đốt mấy nấm hương. Anh đốt mấy nấm hương rồi là chúng ta sẽ xếp thành hai hàng, chúng ta vừa cầu nguyện chúng ta vừa thắp hương dân cụ để cho nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa chúng con là xin thứ gì ta thay cho sự ấy thì chúng con
ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, vì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự, con khóc lòng chưa cãi và nhớ Chúa thì con sẽ lãnh sai vì tội cùng làm việc đền tội cho xứng đáng. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con rơi vào cám dỗ, nhưng cứu chúng con thoát khỏi sự dữ. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng vượt lên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô, một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn thời quan phong Phi-ô Phi-la cô, chịu đóng đánh trên cây thánh giá, chết và tháng sáng xuống ngục tử tội, ngày thứ ba bảy trăm kẻ chết mà sống lại lên trời. Từ bên yêu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau với trời lạnh xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông cầu chết tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu xưa bởi trời mà xuống thế gian 33 năm, cùng chỉ những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rồi. Con xin Cha rất nhân lành vô cùng, xin tha phần phạt cho linh hồn đi cai đã cầu nguyện hôm nay, hoặc còn gian nơi lửa luyện tội, thì xin mở cửa tủ rạc ấy cho ra, mà đem lên chốn hướng mọi sự vui thật là nước thiên đàng. Vì công nghiệp Chúa đã chiều nắng chiều chết vì chúng con. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhân lời con kêu vang, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai lỗi người, vậy Chúa hẳn có lòng lành. Con vì lời Chúa phán nghe, con ở trong cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, vì đã trông cậy Chúa. Con nguyện cho chúng con và cho các kẻ
chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn đức nữ đồng trinh hiển vinh sáng la. Thằng Chúa chúng con cho khỏi mọi sự rữ. Amen. Lạy ra thánh trai tìm Đức Chúa Giêsu thương xót chúng con. Lạy ra tìm cực thanh cực tịnh đất thánh Đức Bà Maria cầu cho chúng con. Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria con người đồng trinh cầu cho chúng con. Lạy các thánh tử vị đạo Việt Nam cầu cho chúng con. Xin mẹ nghe tiếng con khấn cầu những khi âu sầu đau đớn. Xin mẹ xuống muôn ngàn phúc cho hồn con năm đôi tháng ngày đưa lời điều này. Nếu không có mẹ thì đời con nếu không có mẹ.